hôm nay thì bữa chủ nhật mình cũng lại dắt trưa quý vị, coi coi mấy chú thợ có làm không đó nhé quý vị. Thì hồi khởi công xây nhà của chú chị tới giờ là không có nghỉ ngày nào hết. Và hôm nay mình chủ nhật mình cũng ở không, mình cũng lại để coi coi chú kỹ có mấy ông thợ có làm không nha quý vị. Đây cô Hạnh đang che ở sau một phần để những đồ vật dụng ở sau đó quý vị. Đây nè, che ở đây rất mát luôn quý vị. Thì mời quý vị cùng mình để vào trong để xem và tìm hiểu ngôi nhà chú kỹ như thế nào nhé. Mời cô chú anh chị cùng mình vào trong để xem. Thưa quý vị, đó, chú kỹ ăn rồi là chú kỹ bái bà bái gì đâu quý vị, để trả lễ học ngọc nha quý vị. Chú kỹ ăn cơm rất ít luôn quý vị. Chú kỹ bữa nay ăn cơm chưa, ăn với thịt gì vậy quý vị? Ăn với thịt gì của cửa thịt ở gà ở thịt vịt ha. Ừ. Là chị Hạnh mua cho thịt đúng vậy đó. Chú kỵ ăn rất ít luôn quý vị. Vậy là chú kỵ xong rồi đó, dọn rồi đó. Chú ăn rồi chú lấy bông lúa cắt ha. Mua xong đây cho nó bữa té nó. Thấy không, cái tập tục của chú rất kỳ lạ quý vị. Chú trước khi ăn cơm chú đem bông lúa ra, ăn xong chú đem cắt lại. Chú dọn dẹp đi rửa. Bữa nay chủ nhật anh làm luôn hả anh? Không có, làm nửa buổi thôi. Xây tô rồi là nghỉ rồi. Bởi vì làm cho chú kỵ là không nghỉ ngày nào luôn ha. Không có nghỉ ngày nào hết trơn á. Làm liên xuyên suốt là sao? Làm hoài luôn ha. Làm hoài luôn. Rồi anh nhắm cả chừng khoảng mấy ngày nữa mới gọi? Hơn tuần nữa. Hơn tuần nữa rồi ha. Mai bắt đầu mình lót gạch thấy gì? Dán. Bắt chỉ với dán gạch ha. Chưa được lót ha. Rồi, chưa. Cảm ơn anh. Vậy là sắp sửa tính về đó hả? Dạ, chứ về. Vậy mà là bữa chủ nhật anh xui làm có một buổi vậy ha. Cảm ơn anh. Chú kỵ đâu về vậy? Uống nước gì không? Sao không kêu con đi uống? Con mới lại sao? Hả? Rồi cầm cái gì vậy? Ngâm. Không ăn đâu. Vậy nhậu đó, bữa nay chú hiếp vậy nhậu. Mai về nhậu gì người ta làm mệt chết rồi, làm nghỉ bây buổi đi. Nghỉ đôi buổi đi về nhậu đó. Biết không? Đúng rồi, phải xả chết mới được chứ làm hoài sao mà chịu nổi kỷ ha. Nói sáng chú kỵ nói nghỉ nữa, bữa nay đi nhậu. Nhật. Rồi chú kỵ có nhậu không? Không. Đứa con thanh xuân dặn là không cho nhậu rồi đó. Không nhậu giờ cũng uống. Không nhậu giờ cũng uống. Vui quá ha. Chú kỵ rồi nãy giờ qua bển có hát tặng anh em gì không bên bển? Lấy tặng kia. Rồi mấy đứa nó có bên bển nào? Còn quay phim không nữa. Vậy là bữa nay chủ nhật anh em cũng cố gắng làm nửa buổi cho chú nha quý vị. Thì nghỉ nửa buổi. Dạ. Chú cũng mới đi uống cà phê về. Mà ta kháng tiếc giờ nữa cho ôi cho uống người lít gửi là đi luôn á. Có đâu, uống pha nước. Pha nước ha. Đây bữa nay cũng tô ở ngoài đồ hoàn chỉnh hết rồi nè quý vị. Đây rất đẹp luôn quý vị. Dạ. Cái này là chú kỵ cho để hai cái lỗ thông hơi nè quý vị. Đây là hai cái lỗ thông hơi rất đẹp luôn. Không, để cho nó thông hơi vậy là đúng rồi đó. Chứ đừng để bít bùng quá. Bữa nay tô rất đẹp luôn quý vị. Đó. Rất đẹp luôn quý vị, bữa nay tô xong xuôi hết ở ngoài ha, phía bên ngoài. Mình sẽ lần vô trong để xem nè, ở đây cũng có xây ngạch cửa sao cho chú luôn quý vị. Đây. Cho chú lên xuống rất đẹp luôn. Đây cũng tô phía bên mép bên ngoài rất rồi nha quý vị. Đây. Bên trong nhà chú đó. Rất gọn gàng luôn.
để mình đi vào bên trong cho cô chú anh chị xem nhé. Đây mép ngoài đều là tô xong xuôi hết rồi quý vị, chỉ có đây cánh cửa rất đẹp đẽ luôn, mở ra mở vô thoải mái luôn quý vị. Đây mà còn mép bên trong mai này chắc có thể là người ta dán gạch cho chú đó quý vị. Đây ta dán gạch cho chú lại hết, bởi vì quý vị cô bác rồi anh chị em rồi đó coi cái này không phải là người ta tô cho sần sùi vậy đâu, tại dán gạch nên người ta mới tô vậy đó, để cho dễ dán á, dễ ăn hồi dầu quý vị. Đây phần toilet cũng tô một được một bên nè. Đây cũng để hai cái lỗ thoáng khí để thoáng cho nó thoáng mát đó quý vị. Tô xong xuôi hết rồi cũng còn nhìn rất là đẹp mắt luôn. Đây đây nãy mình cho các bạn xem cái bàn ông bàn chỗ thờ Phật chú nè, rất cao ráo luôn quý vị. Đây là đổ đan luôn, chắn vô tường luôn nha quý vị, âm vô tường luôn là dính rất cứng cáp cho chú luôn, rất dày, đổ đan này cũng rất dày luôn quý vị. Đây phía trên nè, đó là chính là cái đan chỗ chú thờ Phật thờ ông bà nha, rất cao ráo cho chú luôn. Còn ở trước này chắc ta định xây bàn ông thiên cho chú đây, như vậy ở trước này ta định xây bàn ông thiên cho chú luôn, ở chú dễ thờ Phật rồi vậy. Còn có khoảng tuần nữa rồi đó chú. Tuần mấy ông nói còn tuần nữa à, mai người ta dán gạch xung quanh rồi là mốt chắc có thể mốt ngày mai ngày mốt gì người ta có thể là người ta lót luôn. Lót rồi. Ừ. Ta tô luôn á. Ta tô luôn á. Nè, cái này ta tô luôn á. Nữa ta tô luôn. Người ta bắt cảnh luôn. Nè, nữa ta tô cái này, người ta bắt cảnh này luôn. Chứ mình đâu có tô, không đâu tô đâu có đẹp. Chứ mình quỷ xua mấy rồi. Nghe nói là đóng, nghe nói đóng là phòng cho chú luôn á. Kỹ đó, để là phòng đó. Nóng chịu cho nổi không, mới gì không có nóng đâu, sợ lâu ngày á, cỡ năm hai năm nó mới nóng đâu. Mà nhưng mà ta đóng là phòng cho chú không, lỗ nó tập đơm. Ừ, sợ bây giờ nó phải vậy đó. Rồi làm gì thấy được không, bằng thờ thấy gì thấy được không chú? Được, nó hơi cục gì được rồi chú, thờ có bên mẹ bên cha Phật chính giữa cũng được. Mày hơi cục không, rộng lắm. Không đâu, không cục đâu. Chú để là gác cái hình xác cái trong trái cây với ấy mình để ngoài mà. Không cục đó. Dừa. Nhà tôi để cái dài không dài son ra. Dài quá không đẹp đâu, vậy là dừa nè. Dài quá không đẹp. Rồi chú đốt nhang sợ không tới nữa đó. Chú đứng coi, chú vô chú đứng coi. Cao lông lông nha. Rồi chú vô đứng coi. Cái này à. Ồ, vậy là chú bắt ghế lên. Chú bắt ghế lên mới tới, quá cao à. Không có đâu, mình bắt ghế lên là được rồi. Vậy cao ráo mới mà ăn lên. Biết rồi, anh biết gì đó mà cao quá như nhà ta, không để cao nhà ta coi. Ừ. Nhà ta sao nhà mình vậy? Không mà cái này theo đúng là, theo đúng để cỡ này được. Để quá khô, quá khô rồi. Quá cao chú, không cũng chú bắt ghế lên đốt nhà. Để cái thang lên luôn. Mà nó thấy chống chảy, nó cũng kệ kệ bằng thờ cao nào tốt đó, không sao đó. Không, mình nhớ không được đâu, nhớ dập đất, mọi người. Nữa người ta tô lại hết, cái đó là nữa người ta dán gạch mà, nó không sao đâu. Bằng thờ.
Rồi sao xuống kỹ không có chỉ ta cho ta làm thấp xuống chốt. Chứ mình nói thấp thấp rồi đâu phải đắt đó luôn. À. Cũng nói bố không nói sao? Trời không nói biết đâu nước nội ơi. À. Phòng toilet cũng rất cao gáo luôn quý vị ạ. Đó. À, cái này cũng ta tô rồi xong xuôi mai chắc có thể là người ta dán gạch xung quanh nhà chú luôn đó. À, bữa nay thì Ý Hạnh cũng làm cái chỗ nghỉ ngơi ở bên đây rất mát luôn quý vị. Đây ở đây cũng có võng nằm nghỉ trưa. Cái này làm tạm được chứ mưa lại chắc nát luôn á. Hả có bị mưa không? Ê. Chưa có mưa đâu, có làm tạm để đồ cái này nè, che cái này nè. Ừ. Nó để đồ tạm nhóc luôn à. Quá trời luôn à. À ghế bố ghế gì đem lại đây luôn ha. Quá trời luôn. Qua chặt củi rồi mới nhảy đi gom đốt chổng. Còn trong con ba với sợ giặt mưa không kịp, không có chỗ phơi ông đập chết luôn á. Cái này cũng gọn ha, che gì à. Rất mát mẻ làm ở đây nhờ có bóng mát nè, có bóng cây á. Đây nè, dọn dẹp ở đây rất mát mẻ luôn. Vô dọn trọng mai mốt là cái kia ông kéo củi vô chứ coi ơi, hôm qua tôi trẻ một ngày muốn chết cái ngực luôn. Nhà anh chừng nào về bằng gọi nhà hết mới về à? À chắc cỡ khoảng ổng mấy ổng nói là chắc không tới tuần gì đó, cỡ tuần nữa không? Cỡ anh từng là cái nhà đó, còn cái này cái chòi kia nữa. Ờ, có ta làm cái trái á. Ta làm cái trái ra để cho ông để củi hoặc là nuôi gà đâu đó. Có nửa tháng nữa. Nhờ. Bao lâu đi. Kệ đây là làm cho gồi nhà hả, ý về. Thì về cũng đâu có bận gì chứ nhà anh mình. Hồi trước tôi lại tôi một định là ở chừng nào gồi mới về á. Tại nhà tôi đẳng nó gách lưới nước này kia nó vô đầy nhà, mấy nhỏ kia nó hú rồi ăn trộm vô nữa. Dạ. Lấy mấy cái chén à, nhà không có gì đâu. Che ở đây được để đồ cũng đỡ. Ừ, cái này để đỡ gì đi cho nó mát chứ mưa nó cũng chắc cũng dột à. Che đỡ thôi. Dạ. Che chỗ này đỡ mát quá trời mát luôn, bên bển quá trời hàm luôn à. Ừ đúng rồi. Dạ, ông tài khôn cũng lấy xe, ông qua bên đây ông nằm nữa, nằm khít. Ừ. Quá mát à, nó đựng chét. Đựng chét. Ừ. Học tứ ai chứ lạc cái tiếng hấp. Mà nè. Hả? Thấy. Mà nè. Thấy. Đau cho ngọt. Hả? Đau muốn chết. Có khả lo ăn sầu chín không? Mà nè. Đau. Phát bản thế. Khó. Dạ, khả đau thiệt thôi. Mẹ. Ôi, nó nhìn xí đúng. Vàm xí tới, vàm cha xí tới. Mai ơi, bỏ đồng cha xí. Ờ. À. Vậy mở luôn. Anh ha mất rồi, ông anh khứng. Mà thật, mà cha xí. Yeah. Mình tạo con nè. Chú con nào ná luôn. Nông sọc, vua mô lên chấn. Đúng không? Ờ. Giá khởi bà hảo ấu. Mạnh tạo. Muôi. Lẹ, ai biết rồi. Ờ, của muôi. Muôi. Còn nói hảo của muôi tam bở đây. Ừ. Chưa mơ mục mà khỏi rồi. Nghe tiếp tiếp. Kỳ đếch ngẩn nấu lẫn chuyện mà bạch mơ lên thấp đấy chứ mà hủi men sổ nhóm vua tám đó dạ mô ờ.